Chương trình này được bảo trợ bởi dược mỹ phẩm D1 by Tâm Đoan, bột bánh xèo Hương Xưa và iGel Beauty. Trần Thái Hòa xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Music Box ngày hôm nay thì có Bằng Kiều và Lam Anh cùng Trần Thái Hòa sẽ tiếp chuyện cùng với nhạc sĩ Trường Sa, tác giả của những nhạc phẩm rất là nổi tiếng như Xin Còn Gọi Tên Nhau, Rồi Mai Tôi Đưa Em, vân vân. Trước hết thì cháu xin chú Trường Sa gửi lời chào đến tất cả khán thính giả của Tiếng Nhà Paris by Night cũng như là Music Box ạ. Kính thưa quý vị, tôi là Trường Sa. Rất hân hạnh đến cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi hy vọng rằng với những ca sĩ thượng sẵng của Trung tâm Thiên Hà, Bằng Kiều, Lam Anh và Trần Thái Hòa sẽ đến cùng quý vị với những ca khúc một thời của chúng tôi. Xin kính chào quý vị, chúc quý vị một đêm thưởng thức âm nhạc của chương trình Trung tâm Thiên Hà. Mời Bằng Kiều cũng như Lam Anh gửi lời chào đến khán thính giả. Trước tiên cháu xin chào chú Trường Sa và xin được gửi tới tất cả quý vị khán giả theo dõi Music Box lời chào trân trọng và xin chúc quý vị thật là enjoy với show nhạc này. Và cháu cũng xin được gửi lời chào chú Trường Sa cũng như anh Bằng Kiều và anh Trần Thái Hòa cũng như gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị. Và Lâm Anh cũng thay mặt cho anh Bằng Kiều cũng như Trần Thái Hòa và Trung tâm Thiên Nga xin cảm tạ các cơ sở thương mại đã luôn luôn bảo trợ và đồng hành cùng chương trình Music Box. Và thưa quý vị, sau đây bài hát đầu tiên mà quý vị cùng thưởng thức đó là bài Xin Còn Gọi Tên Nhau. Bay trên hàng phố bâng khuâng, chiều đông đưa những bước chân đau mòn. Chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mênh mông đời mình? Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ. Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về. Bàn tay nào đưa em trong lần vui, bằng những tiếng chim non thì thầm, trong ngày tháng ưu phiền em quên. Tình trong còn nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi. Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nuối chút êm vui ngày đầu, cho mình nhớ kêu thầm tên nhau. Thank you.
thầm hơn dối mình, cho tình càng càng thêm say. Tiếng hát ru em còn nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi. Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nuối chút êm vui ngày đầu, cho mình nhớ kêu thầm tên nhau. Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nuối chút êm vui ngày đầu, cho mình nhớ kêu thầm tên. Chú bài, thấy được không chú? Bài của chú hay quá. Hay. Bài của chú hay như thế thì dạ. Ai hát chả hay. Đúng rồi. Nhưng mà cho con hỏi là cái bút hiệu Trường Sa là như thế nào hả chú? Có phải là tên thật của chú không hay là bút hiệu? Cái bút hiệu Trường Sa đó thì không phải tên thật đâu. Dạ. Tức là cái thời gian của chú sau khi mà chú tốt nghiệp từ trường sĩ quan Hải quân dạ. Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1964 thì chú tốt nghiệp trường sĩ quan và chú đã được chuyển xuống một chiến hạm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Cái chiến hạm đó mang tên là Trường Sa. Yeah. À, cái ca khúc đầu tiên mà chú viết trên cái chiến hạm đó, thành ra chú lấy cái tên là Trường Sa để làm kỷ niệm. Yeah. Thì ra là vậy. Chú là Hải quân cho nên là chú... Chú lấy Trường Sa là đúng rồi. Chọn cái bút danh là Trường Sa cũng hay chứ, nhạc hay mà nó rất là nghe nó rất... Nhưng mà sĩ quan mà viết nhạc thì là cũng là hiếm đấy đúng không? Dạ. Mà lại viết toàn những bài hit như thế. Hay rất thật. Là cấp bậc của chú lúc đó là cấp bậc lúc đó là mới ra trường mà là thiếu úy, hải quân thiếu úy. Thiếu úy. Hải quân thiếu úy. Dạ. Yeah. Như vậy là chú viết bài này là khoảng năm nào chú hả? Năm 1965-66 vậy. 65-66. Và bài này đầu tiên hình như là do nữ dân ca Lệ Thu hát phải không? Không, đầu tiên là Nhật Trường. Oh, Nhật Trường hát bài này à? Nhật Trường. Phải đi tìm nghe mới được. Dạ, như vậy là tại vì tụi cháu thì trước giờ biết nhiều đến là qua giọng ca của Lệ Thu thôi. Mà phải lúc đó là Nhật Trường có thu âm cho chương trình nào? Nhật Trường thu âm trong cái chương trình của Nhật Trường đó cái gì đó. Dạ. Quên mất rồi. Như vậy là chắc là về lục xem nghe thử. Nhưng mà sĩ quan cháu nghĩ là rất là bận như thế mà chú lại viết nhạc hay là chú học nhạc từ trước? Học nhạc ở đâu và hay là khi mà vào trong môi trường quân đội thì chú mới bắt đầu học nhạc và viết nhạc? Thì thú thật là khi chú còn học ở trung học đó, là chú đã học nhạc rồi. Học nhạc ở các sách Việt Nam. Và đồng thời là chú nghiên cứu cái bộ Traité của ông Dubois, Traité d'Harmonie, Công Chúa Bông. Nghiên cứu cái bộ đó. Và chú bắt đầu viết nhạc từ khi mà còn 17, 18 tuổi cơ. Đó, thì cái bài đầu tiên là Mây Trên Đỉnh Núi. Bài đó là bài đầu tiên của chú bài hả? Bài đầu tiên, nhưng mà cái bài đó thì hồi đó là Thanh Lan hát. Dạ. Nhưng mà thời gian sau nó chìm mất rồi. Mây nó đi xuống núi rồi chứ. Xuống núi. Dạ. Đó. Bài hát là đầu tay của chú. Đầu tay đó. Là bài hát Mây trên đỉnh núi. À. Mây Trên Đỉnh Núi tức là cái câu chuyện, người bạn ở trên đỉnh núi, trên núi Đà Lạt đó. Dạ. Đó. Thì nó coi như là mây rồi đấy. Nhưng mà ngày xưa mà bài đầu tiên mà được Thanh Lan hát là cũng phải có một cái gì đó đặc biệt lắm không chứ? Bây giờ trên đây vẫn còn giọng Thanh Lan đấy. Nhưng mà bài nó coi như nó chết rồi. Có thể cho người chắc có lẽ là bởi vì chiến tranh rồi nhiều khi mình trải qua quá nhiều những cái biến động trong cuộc đời cho nên những cái thu âm đó nó bị mất mát, mình không tìm nó được hả Phan chú? Có lẽ thì. Yeah. Thì tiếp theo là khi mà chú viết cái ca khúc Một Lần Xa Bến đó thì Nhật Trường thu. Yeah. Nhật Trường thu và tiếp theo này có lẽ cái Hành Trang Dã Từ. À. Cũng cùng một loại nhạc như thế. Như vậy là chú bắt đầu ra là bằng cái dòng nhạc mà quê hương nhiều hơn bằng ca. Bằng dòng nhạc gọi là dòng nhạc ngày đó gọi là thời trang. Dòng nhạc thời trang. Thời đó. Tên thời đó là nhạc thời trang. À. Sau này đó
các những người sau này người ta mới sửa tên là nhạc đại chúng. Giống như là nhạc pop, nhạc pop của mình đúng không? Tôi nghĩ là nhạc pop. Còn những cái dòng nhạc như bài Đồ Mai Tôi Đưa Em thì những cái dòng nhạc đó gọi là lúc đó gọi là gì? Gọi là tình ca. Đó tình ca. Nhưng mà những cái bài mà chú nổi tiếng rất là nhiều ấy thì ngày hôm nay Bằng Kiều lại không được hát bởi vì thu âm nhiều những bài đấy rồi, cho nên ngày hôm nay Bằng Kiều được hát những bài mới của chú viết sau này. Thì Bằng Kiều có được là một may mắn được chú gửi cho một bài hát cho Trung Tâm Thúy Nga, và Bằng Kiều là người hát đầu tiên ca khúc, như là ca khúc này vào năm 2000 lẻ mấy gì đó chú viết trong thời gian đó, và ca khúc này cháu là người hân hạnh được hát đầu tiên trong một cuốn CD của Trung Tâm Thúy Nga phát hành. Đó là bài Trong Giấc Mơ Em. À, Trong Giấc Mơ Em. Thế thì chú xin nhắc lại là chú còn một cái tựa nữa cho bài hát này nha. Dạ. Đó là Hạnh Phúc Muộn Màng. Tức là bài này đầu tiên là Hạnh Phúc Muộn Màng hay là đầu tiên là Trong Giấc Mơ Em, và chú có một cái ý nghĩ cho cái tên khác của nó? Đầu tiên đó, phải nghĩ rằng, phải nói rằng cái câu chuyện này nó có hơi một chút ly kỳ. Dạ. Đó, ly kỳ tức là sau khi mà chú đi Paris by Night 70, Paris về đó, thì chú và bà xã bây giờ đó có cái chuyện không vui. Thành ra hai người cũng xa nhau một thời gian khoảng một năm trời vậy đó. Lục đục. Lục đục một năm trời vậy đó. Đó, thì trong thời gian đó chú viết cái bài này Trong Giấc Mơ Em, đó là Hạnh Phúc Muộn Màng. Chắc là cô ghen thôi, nhưng chú đi Paris by Night chắc là nhiều nhiều các bóng hồng rồi nhìn thấy chú Trường Sa vẫn còn phong độ như thế, cách đây gần 20 năm thì chú vẫn đẹp trai phong độ kinh khủng, chắc là về ghen tuông quá rồi. Cái đó thì cũng phải xem lại. Vâng, kính thưa quý vị, đó là cái xuất xứ cho bài hát Trong Giấc Mơ Em. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Giấc mơ nào hẹn nhau về nữa, trên cánh môi em có chiếc hôn nào còn thơm tình cũ, thương đóa hoa trên tay sớm úa màu, trong giấc mơ này phải màu tàn phai đó không em. Em vẫn ra đi gác thưa rêu mòn, còn thương mùi tóc vẫn mãi nâng niu chút dư hương mềm, còn say tình ấm trong mắt xanh em từ đó vẫn buồn, mùa xuân nào còn chờ một vòng tay đón em về. Mưa vẫn qua đây và nắng từng bước em qua, đêm từng mùa đợi chờ với bao mùa yêu dấu, còn nghe trong nỗi đau chút hạnh phúc muộn màng. Trong giấc mơ em có những vui buồn của nhau chợt đến, trong trái tim em biết có ngăn nào còn chút lòng mến, xin giữ yêu thương và những dỗi hờn, tình yêu vẫn còn một thời vàng son giữa tâm thank you.
đi gác thưa rêu mòn còn thương mùi tóc vẫn mãi nâng niu chút dư hương mềm còn say tình ấm trong mắt xanh em từ đó vẫn buồn mùa xuân nào còn chờ một vòng tay đón em về mưa vẫn qua đây và nắng vẫn lên đây con đường tình nằm buồn mơ từng bước em qua đếm từng mùa đợi chờ với bao mùa yêu dấu còn nghe trong nỗi đau chút hạnh phúc muộn màng trong giấc mơ em có những vui buồn ùa nhau chợt đến trong trái tim em biết có ngăn nào còn chút lòng mê xin giữ yêu thương và những dỗi hờn tình yêu vẫn còn một thời vàng son giữa tâm bài này hay quá chú ơi. Cảm ơn Đoàn Kiều. Cháu thích cái câu cuối cùng ấy. Xin giữ yêu thương và những dỗi hờn đấy. Tình yêu vẫn còn một thời vàng son giữa tâm hồn. Lúc đấy đang dỗi, lúc đấy là cô đang dỗi mà đang dỗi. Mà chú bảo yêu vẫn vàng son lắm. Nhưng mà sau đó thì vẫn là sắt son nha. Đấy, vẫn còn giữ vẫn vàng son đến bây giờ. Cách đây một tiếng ngồi còn đứng ngó ngoài cửa. Xem ông xã ngồi đâu, như thế nào. À. Thế mới gọi là vàng son đấy. Gọi là vàng son. Trời, hồi nãy thấy cô chăm sóc chú đáo lắm luôn ạ. Chú rất là lucky. Mấy chục năm viết nhạc như vậy, cái khoảng cách thời gian rất là dài. Nhưng mà cháu thấy, anh Thi có một cái nhận xét mà cháu thấy rất là đúng luôn đó là những cái bài hát của chú, nhạc và lời, nó không có bị... giống như bị cũ đi hoặc là nó không có bị giống như là bị vướng vào một cái khoảng không gian nhất định nào đó chứ nó không bác hiểu ý của nó tức là nó rất là hiện đại và nó rất là trẻ trung theo cái khoảng thời gian mình tiếp tục trên con đường sáng tác của bác thì cháu thấy cái điều đó trong đọc những cái bài hát mà cháu đã từng thu âm cũng như là những bài hát của Kiều và Lâm Anh hát thì cháu thấy cái điều đó rất là đúng thấy chú viết nhạc cái nét vẫn trẻ như thường không có bị như thanh niên cái lúc mà cháu nhận được bài hát trong giấc mơ em ấy thì cháu nghĩ là nó là cái e nhạc của xưa bởi vì nhạc của chú Trường Sa mà tức là nghĩ là một cái bài thính phòng ngày xưa nhưng mà khi mà cháu cầm bài lên thì cháu thấy wow chú công nhận là tức là viết như cái là một là một người thanh niên một nhạc sĩ trẻ. Thì bây giờ người ta là người có nhiều tuổi chứ không là người già nha. Yeah. Đó, phải nhớ như thế đó. Người có nhiều tuổi, thấy không? Mà cái dầu cái mặt có héo mòn đi chăng nữa thì cái đầu đó cái tâm hồn vẫn trẻ. Thì gọi là thanh niên sống lâu năm. Thanh niên sống lâu, đúng. Thanh niên nhiều tuổi. Thanh niên nhiều tuổi. Ngay cả những nhạc sĩ trẻ cho thấy có nhiều khi bị vướng vào một cái... thời gian nào đó ví dụ như là những cái tiếng nhạc tiền chiến là phải viết trăng hoa mây gió này kia nó mình không có liên cảm được nhưng mà nhạc của chú viết mình nghe mình thấy rất là tình cảm mà nó rất là đời cháu thấy như vậy. Cảm ơn. Dạ vâng. Thì cháu muốn hỏi chú là cái quãng đời sáng tác của chú là nó liên tục hay là nó có khúc nào mà chú ngưng sáng tác hay không? Cái này phải đi vào nhắc lại lịch sử một chút. Dạ. Tức là các cháu biết là cái thời gian trước năm 1975 phải không? Dạ. Là bên kia là miền Nam là Việt Nam Cộng hòa. Dạ. Miền Bắc là xã hội chủ nghĩa. Vâng ạ. Thế thì cái năm 75 các cháu biết rồi không? Thì thôi thật là chú hồi đó cũng là sĩ quan thành ra phải đi cải tạo.
cải tạo 9 năm. Đấy, cải tạo 9 năm ở ngoài Bắc. Đến khi mà chú về đấy, thì vượt biên ra nước ngoài. Thì cho đến năm 1991 chú mới bắt đầu viết nhạc lại. Tức là 15 năm chú không viết nhạc. Không viết. Cái chi tiết này cũng là rất là... Trong khoảng thời gian đó chú có than nhén bài hát nào không, hay là lúc đó là không còn hứng thú luôn? Chán lắm. Chán lắm rồi. Yeah. Tức là mình nghĩ rằng cuộc đời mình tới đó là hết rồi. Yeah. Nhưng mà không ngờ khi mà đến đảo Pulubidong đó, thì thấy cuộc thấy tự do trước mắt rồi. Vui quá. Cái bài đầu tiên là mà chú viết sau cái giai đoạn đó là bài gì chứ? Xin yêu nhau dù mai nữa. À, xin yêu, xin yêu nhau dù mai xin nữa. Cái bài đầu tiên nữa. Viết yeah. đảo Pulubidong. Như vậy là... À, chú nhớ rồi, cái bài đó hồi xưa chị Lưu Bích hát trong cái cuốn Thuyên Nga Paris bên này 70, quay ở Paris đó, ông chú ạ? Đúng rồi. Yeah. Bài đó là cũng lâu lắm rồi chú ha? Dạ. Yeah. Cháu thì cháu có một cái bài mà cháu hồi nhỏ cháu nghe rất là nhiều các anh chị nghệ sĩ lớn hát, giống như là hoặc là cô Lệ Thu hoặc là cô chú Tuấn Ngọc hát, thì đó là bài Một Mai Em Đi. Hôm nay là chị Thủy giao cho con bài này, con cũng hơi lo chút xíu, tại vì bài này cũng hơi gọi là nhiều người hát quá hay rồi. Anh cũng hát bài này hay cực luôn. Không có đối thủ ha. Bây giờ em sẽ hát bài này. Khoan. À, chú có gì muốn nói? Có một chút xíu. Dạ. Cái bài này đó thì phải nói là cái đầu tiên chú viết năm 1973. Chứ không phải là viết sau này, vấn đề ngoài này. Là chú viết trước. Và cái người thu đầu tiên là Lệ Thu. Dạ. Nhưng mà cái băng nó thất lạc rồi. Dạ. Và sau thời gian đó thì ở Việt Nam tình hình chính trị Việt Nam lộn xộn quá, thành ra coi như tất cả những bài hát, coi như một số bài hát đó, thất lạc. Yeah. Thất lạc. Thành ra mãi cho đến 1900 sau khi vô đây cái ít năm sau, chưa tới năm 2000 đâu, thì anh Túc Hồ, yeah, anh moi cái bài này đâu ra không biết nữa. Dạ, con nhớ là ca sĩ Thùy Dương hát. Thùy Dương, đó, anh moi cái bài ra Thùy Dương hát. Yeah. Đó, thì Thùy Dương, người ta biết tiếng Thùy Dương, biết là do cái bài này. Dạ, yeah, vâng. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy thì bây giờ con xin được phép hát lại bài này. Mãi xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười, cho cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mai. Đừng hận nhau nữa, lệ nào em khóc cho đầy, tình đã ngủ trong sương khói theo cơn gió lùa tạ tới. Một mai em đi, ngày tháng bơ vơ giận hờn, nhớ về tình người buồn như con nước đã vơi. Lời nào gian dối để người đã lỡ một giờ, một đêm nào em bơ ngỡ buông tay ngậm ngùi xót xa. Tay không cầm như nước đổ lạnh lùng, kiếp nào yêu người, tình nào mơ dấu chim bay, còn nhau giữa cơn mê đầy khiến hao gầy phủ nét xuân xanh. Một mai em đi, gọi gió thả mây về ngàn, xin tạ lòng người, tình ta hư không thế thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người,
nhau thêm nữa khi mai không còn có cái bài này càng ngày mình nghe mình càng thấm những cái lời của chú. Cái melody thì không nói, melody nó rất là đẹp rồi, nhưng mà cái lời của chú thì thường những nhạc sĩ, có rất nhiều nhạc sĩ là những mỗi bài hát gắn với một cuộc tình hay là với một người bạn gái hay gì đó, thì cái bài Một Mai Em Đi này thì cháu thấy là nó có một cái giống như là sự tiên đoán về một mối tình chia tay, một mối tình hay là cái gì đó mà có cái kỷ niệm gì trong cái bài hát này cụ thể không chú? Cái bài hát này thì phải nói rằng nó là kết quả của những cái chuyện ngày xưa, nghĩa là đời một người đấy, đời một người thì làm sao không có những chuyện tình lúc mình còn trai trẻ, đúng không? Vắt vai. Mà chú bây giờ muốn hỏi là em này là em nào có đi được không chứ? Không phải em nào đâu, chắc là cũng chỉ có một em ngày xưa xa xôi em lắm ngày rồi. Ngày xưa thôi, chung chung vậy thôi. Đó, chứ. Mình cái... Nhưng mà lúc đấy là chắc là gần sắp chia tay hay là như nào mà chú biết thì, một bài nó khắc khoải như thế? Thì phải nói rằng đó đã chia tay rồi. À. Nhưng mà trong cái cách viết của chú đó, không? Bao giờ cái hậu đó nó vẫn có một cái gì, không? Nó không thể gọi là một cách đi luôn, mà nó phải là có một cái gì níu kéo lại. Đời vui không mấy là đời vui không mấy, niềm đau đã chín trong cái niềm buồn mà nó vẫn có cả người. Cái hy vọng này đấy mà. Niềm đau đã chín kiếp người, không? Đó, là như vậy đó. Lúc có cái sự nhắn lòng nhủ đâu phụ nhau thêm nữa, yeah, có sự nhắn nhủ khi mai không còn có nhau, mình đâu có thể phụ nhau thêm lần nữa. Dạ vâng. Dạ vâng, vẫn còn một cái gì đó, tức là chia tay rồi thì làm còn gọi gì là phụ nữa, đúng không? Yeah. Mà cháu thích bài này lắm. Cháu thích, ngay bản thân cháu khi mà cháu nghe xong rồi, cháu thu xong bài hát này, cháu nghe cháu còn bảo, đủ sao mình hát hay thế. Cảm ơn là kiểu. Cảm ơn là nhớ, anh. Nhớ về cháu còn, bởi vì những cái bài của chú thì cháu hay hát những cái gì mà nó cụ thể. Nhớ về tình người buồn như con nước đã vơi. Nghe nó buồn, nó phải buồn. Con nước đã vơi. Nó thấm. Con nước đã vơi. Thế mọi người hiểu con nước đã vơi là cái gì không? Thủy chiều xuống. Cạn tình rồi hả? Thủy chiều xuống thì buồn lắm phải không?
buồn khô khan như con nước đã vơi. Cái bài này là chú liệt kê vào là nhạc nhạc thời trang hay là nhạc đại chú không biết là nhạc tình. Gì nhưng không mà... nhưng mà nó là đại chúng rồi, bởi vì nó quá tình. Nổi tiếng rồi. Nó quá tình. Sau khi mà chú sang hải ngoại rồi đó thì chú tiếp tục viết nhạc, thì cái bài sau đây là chú viết trong những năm tháng mà sống ở hải ngoại phải không ạ? Đó là bài Những Mùa Thu Qua Trên Cuộc Tình Tôi. Đúng rồi, bài này viết tại hải ngoại. Khi mà nói tới bài này thì phải lại có một chút câu chuyện nữa. Tức là các cháu biết là chú có hai bà đó cả. Một bà đó chết rồi. Yeah. Một bà đó là chết rồi, chết từ năm 1996. Đó, tức là khi chú tới qua tới Canada, chú bảo lãnh bà ấy qua. Bà ở Canada vài năm, bà ấy đi về Việt Nam. Bà ấy bị tai nạn chết. Bà ấy bị tai nạn chết, tai nạn xe hơi chết. Đó. Thì chú viết cái bài này là khi mà đọc, nếu mà người trong cuộc sẽ thấy... thì thấy đại khái là cái bà ấy là vẫn còn nằm tại Việt Nam, chú nhân cái khóa cho bà ấy sống tại Việt Nam nhưng mà thật sự bà ấy chết rồi. Vậy đó. Thì trong cái bài nhạc những lời kể chẳng hạn như những mùa thu qua trên cuộc tình tôi có những câu như là Sài Gòn hỡi vòng tay núi giữa trời hư không, đúng không? Vòng tay núi giữa trời hư không, mỗi giờ hay không biết cái gì bây giờ đây, đúng không? Mất mát biết kêu ai đây, biết ra đây. nằm cái xác nằm tại Sài Gòn, xác nằm tại Sài Gòn nha. Mà con cháu, chồng và con cháu bên Canada. Buồn thành cái câu kết đó, cái câu kết đó, thì Trần Thái Hòa khi hát cái câu kết thì sẽ thấy là ý của chú như thế nào đó. Xin mọi người nghe bài Những Mùa Thu Qua. Lần đầu tiên cháu mới biết được cái câu chuyện. Lần đầu tiên cháu biết câu chuyện này. Tại vì trước giờ thì cháu cứ nghĩ là đây là chú viết về Sài Gòn, về một cái nơi chốn mà rất là nhiều kỷ niệm. Nhưng mà bây giờ cháu mới biết đây là cái bài hát rất là personal, rất là riêng tư. Cháu cũng đã hát bài hát này trong Paris by Night với Đình Bảo rồi. Đình Bảo đúng không? Thật sự cháu không biết là đằng sau cái câu chuyện nó lại là một cái câu chuyện buồn như vậy. Thì ngày hôm nay rất là... Nhưng mà khi người ta viết, khi những tác giả ở hải ngoại người ta nói về những ca khúc về Sài Gòn đó, không bao giờ ta nhắc cái bài này. Dạ, bài này là một trong những bài về Sài Gòn trong những rất Gòn là đấy. Hay luôn. Viết về Sài Gòn đấy nha. Dạ. Viết về người chết tại Sài Gòn, nằm tại Sài Gòn. Đó là tại vì trước giờ chú nghe cháu chỉ có biết được một cái mảng là nói về Sài Gòn thôi, nhưng mà không có biết được cái đúng câu rồi. Chuyện. Đúng rồi, nếu không ẩn sau một nỗi buồn riêng tư của chú. Sau đây thì cháu xin phép bác Trần Thái Hòa xin mời quý vị cùng nghe Những Mùa Thu Qua Trên Cuộc Tình Tôi của nhạc sĩ Trường Sa. Còn đâu nữa Sài Gòn qua bao tháng ngày chung đôi, nỗi buồn phong kín những mùa thu qua trên cuộc tình tôi. Theo ngàn mây mãi lang thang xuôi về tận cuối trời, tới bên em Sài Gòn lắng đọng một thời yêu xưa vang bóng. Trên bờ môi ấy có nhạt hương khi ước mộng trôi qua, trong vòm mắt ấy vẫn buồn khi thu khơi mùa tình xa. Khung trời xưa đó, những phố phường còn lại với người, những yêu thương giờ chìm lắng rồi, âm thầm mùa thu vẫn trôi. Sài Gòn hỡi, tình yêu mãi réo gọi trong tôi. Trời bên ấy thường vẫn hiếm những mùa thu rơi.
để em mãi tìm bóng dáng thu xưa nơi đâu, nhắc cho nhau những thương đau, những mặn nồng cuống quýt từ lâu. Sài Gòn hỡi, vòng tay núi giữa trời hư không, để em mãi còn nước mắt khóc người trăm năm. Và tôi mãi còn kiếp sống lênh đênh tha phương, chốn xa xăm nhớ thu sang, viết cho nhau hết khúc tình buồn. Trông vời bên ấy Sài Gòn em tôi dáng mờ chân mây, hai mùa mưa nắng đi về quanh năm theo dòng tan phai. Bao giờ thu mới đem ân tình một ngày trở lại, để quên đi một đời bão nổi, quên một đời em lẻ loi. Sáng thu xưa nơi đâu, nhắc cho nhau những thương đau, những mặt nồng cuống quýt từ lâu. Sài Gòn hỡi, vòng tay núi giữa trời hư không, để em mãi còn nước mắt khóc người trăm năm. Và tôi mãi còn kiếp sống lênh đênh tha phương, chốn xa xăm nhớ thu sang, viết cho nhau hết khúc tình buồn. Trông vời bên ấy Sài Gòn em tôi dáng mờ chân mây, hai mùa mưa nắng đi về quanh năm theo dòng tan phai. Bao giờ thu mới đem ân tình một ngày trở lại, để quên đi một đời bão nổi, quên một đời em lẻ loi. Tâm Đoan mở khóa bí quyết của làn da trắng sáng. Nó sẽ tự biết thay đổi cái vấn đề nào đó của riêng cho quý vị, cho nên là nó sẽ chấp tất cả các loại da. Như đã thấy trên đài CBS của Mỹ, sản phẩm D1 bởi Tâm Đoan đã đạt được niềm tin và khẳng định vị trí của mình với một thương hiệu độc quyền hơn 5 năm vừa qua, từ thị trường Việt Nam cho đến thị trường Mỹ. Dạ, căng ra luôn, chính xác luôn, những gì tâm non non mà khách review lại nói đó là sự thật. Em nào nám lên mũi xài đi, mình nó sáng ra với lại nó mịn ra, nó căng ra thì da rất là mịn mỏng mà rất là căng đẹp, còn nám thì hầu như là mình không còn thấy nữa. Mua cái Tâm Đoan thì có thử, thì có uống được một lọ, có đi khám lại bác sĩ về cái đường tiểu á, cái chỗ chạy máu thì nó hết, thì bác sĩ bảo là cái tế bào nó giảm đi, cái tế bào ung thư ở trong người mà không phải đi mổ nữa. Bác sĩ rất là ngạc nhiên tại vì cái lượng máu của ba chị Bạch Quý Cầu đứng hẳn cái số điện bình thường. Đêm là nó nhức, ban ngày nó cũng nhức, chỉ uống là bây giờ không đang nữa. Cái bú nó nhỏ rồi, ra khỏi mỏ. D1 will make the difference. 888-376-6768. Chúng tôi gửi hàng khắp nơi trên thế giới. Tâm Đoan trân trọng kính mời. Tức là bài này, bởi vì là cháu nghĩ là cái tựa của nó không có cái từ Sài Gòn ở trong cái tựa, cho nên là những người nói về những cái bài hát về Sài Gòn người ta không nhắc tới. Đấy, nhưng mà thực ra mà nói thì khi mà nghe
thì nó rất là cảm xúc một cái gì đấy về Sài Gòn. Đúng rồi. Dạ, về Sài Gòn xưa. Cái đó là cái cảm giác đầu tiên khi mà chúng nghe cái bài này. Trông về bên ấy Sài Gòn em tôi dáng mở chân mây. Dạ. Hai mùa mưa nắng đi về quanh năm theo dòng tàn phai. Đấy, có thấy văn chương không? Dạ. Đó. Đó. Mà không ai nhắc tới. Dạ. Theo chỉ dòng... có trung tâm thương ngài được tới thôi. Vì là cháu cũng rất là may mắn, cũng như Lâm Anh cũng rất là may mắn là bởi vì một cái bài quá hay như vậy về một cái nơi chốn mà rất là thân thương của chúng ta, và đặc biệt hơn bây giờ biết được là cái bài này về một cái người tình mà có một cái cục rất là đau thương của nhạc sĩ Trường Sa. Đó là một cái bài hát rất là personal, thưa quý vị. Xin cảm ơn Trung tâm thương ngài cũng như là nhạc sĩ Trường Sa đã cho tụi cháu cái cơ hội được biết đến bài hát này. Cảm ơn Trịnh Thế Hòa. Những cái bài hát của chú cháu thì cháu thấy là nếu mà cái người mà đây là theo nhận xét của cháu, bởi vì cháu thấy danh ca chị Lệ Thu ấy hát rất nhiều bài của chú, và hầu như những bài nào cũng được yêu mến, cũng được gọi là giống như bây giờ gọi là bất hủ đấy. Hit. Hit. Bài hit, và không bao giờ mà mọi người có nhắc đến chị Lệ Thu lại không nhắc đến những bài như là Một Mai Em Đi rồi các thứ. Thì cái mối lương duyên nào giữa chú với lại cô Lệ Thu mà lại tự nhiên lại gắn bó như thế? Đấy, lại phải kể lại những cái chuyện ngày xưa. Chú cứ kể thì cháu không nghe. Ngày xưa đó, khi mà chú ngưng viết nhạc gọi là nhạc đại chúng đó, nhạc thời trang, đó, trang dạ. Chú chuyển qua nhạc tình ca đó, là cái bài đầu tiên mà xuất hiện trong âm nhạc Việt Nam là bài Mùa Thu Trong Mưa. Có cái lý do vì sao không chú đổi qua một cái trường phái khác như vậy? Nhiều người cũng hỏi như vậy, thì chú trả lời thế này, cũng có người nhắc lại rằng chú hồi đó chú chưa thân với Từ Công Phụng. Từ Công Phụng có nói với chú, có chuyện với chú, nói, sao không viết tình ca đi. Thì chú nghĩ cũng đến lúc mình phải viết rồi, không? Những gì mình đóng góp cho quần chúng thì đã có rồi, đã có Một Lần Xa Bến, Hành Trang Giã Từ, Chuyện Người Đàn Áo, Trên Đường Về Tham Gia, một 5-6 bài nữa cơ, chú quên mất rồi. Đến lúc mình phải viết tình ca, bởi vì cái âm nhạc nó ăn sâu trong tâm hồn của chú rồi. Và đó là viết cho tình ca cho riêng mình được không ạ? Viết về tình ca. Đó. Thì cái bài đầu tiên chú kể là cái bài Mùa Thu Trong Mưa. Mùa Thu Trong Mưa. Chú có kể một, ở đâu bài đó đấy cũng là bài hit đó. Đấy, cho nên là viết phát hit luôn. Thì chú đổi qua cái hit luôn. Lúc đó chú đang làm hạm phó của một chiếc tàu lớn lắm, đi hành quân ở miền Tây. Đó. Thì một chiều chiếc tàu nó cập bến Mỹ Tho. Cái tàu nó cập bến Mỹ Tho để nghỉ. Thì bên trên cái cầu đó là cái công viên mà chiều tới chiều mưa đó, đúng cái hoàn cảnh như thế. Thì chú viết bài Chiều Mưa Không Có Em, bờ đã không có em. Thế rồi chỉ trong vòng 3-4 tiếng là chú xong bài hát đó. Rất là có mỗi vào cập bến mà rất, là chiều buổi chiều mưa phát Chiều Mưa Không Có Em luôn. Rất là chú không hiểu tại sao mà chú viết 3-4 tiếng mà xong bài hát thế, không sửa gì hết. Đó. Mà hôm đó là có cái cảm hứng bắt nguồn từ một cái điều gì đó, không thì phải là từ cảm xúc cảnh mà thôi hả? Cái cảnh ngoại cảnh là một phần, nhưng mà cái gì cái trong đầu mình là một phần nữa. Ước gì chú, đấy? Có em nào chưa chú? Chưa luôn. Chắc phải có rồi. Tức là lúc đấy là ước gì có thôi. Một em ở Sài Gòn, mà lúc đấy ước gì mà cô đang ở đây. Đấy. Không có đó thì nó không có chất. Dạ. Đúng không? Dạ. Ước gì là cô bây giờ đó. Mà cô ở Mỹ Tho thì tốt quá. Cô ấy không ở Mỹ Tho à? Cô ở Sài Gòn. Cô ấy ở Mỹ Tho thì lúc đó đi bờ lên bờ đi chơi rồi. Không, đâu có ngồi dưới tàu viết ra tàu sắt. Mới là Chiều Mưa Không Có Em. Rung động thôi, rung động thôi. Dạ. Thì sau khi chú viết xong bài hát đó, thì chú đem về cho Hàng Dĩa Việt Nam. Hàng Dĩa Việt Nam. Hàng Dĩa Việt Nam ở đường gì ở Sài Gòn, chưa quên tên, đường lớn lắm đó, đường gần công ty Đăng Tan đó. Lúc đó là chú có chọn được ca sĩ nào hát không, là bên đó họ tự chọn? Họ tự chọn để đưa đến hát cho bà chủ, cô giáo nghe. Thích quá. Bây giờ nhờ chú đem tới nhà Lệ Thu. Thế chú mới đem tới nhà Lệ Thu, đó đang ở cái đường Phạm Ngũ Lão gì đó. Gần cái phở gì đó, quên, lâu lắm rồi quên rồi. Thì đến hôm đó là cái cô mà mới chết đó, cái con Lệ Thu mới chết hồi nhỏ xíu này.
cái cô mới giết chết Sao Lệ Thu đó, cô con gái đó. Dạ, dạ. Thì đó đến gặp hai người gặp nhau đó, hai người còn trẻ lắm. Thế đưa cho Lệ Thu hát. Lệ Thu hát bài đầu tiên và do Văn Phụng, ông nhạc Văn Phụng làm hòa âm, cái ban nhạc Văn Phụng chơi. Trở thành một tác phẩm kinh điển. Đó, thì tiếng hát Lệ Thu lên từ hồi đó. Hồi đó chú bao nhiêu tuổi chú? Hồi đó chú 27 ấy. Trời ơi, trẻ vậy hả? To cao đẹp trai, sĩ quan. Sĩ quan. Sĩ quan. Thế hồi đó cô Lệ Thu, hồi đó cô Lệ Thu chắc cũng có hăm mấy. Cô Lệ Thu còn trẻ lắm. Chắc 20. Nhưng mà mình đâu thì cũng có là bạn bè thôi. Trời ơi. Lúc đó cũng đã có vợ rồi, có con rồi. Mà tiếc là trung tâm đó là giao cho chú, ủy thác cho chú tự chọn ca sĩ mà chú muốn luôn. Đưa dùng cho Lệ Thu. Dạ. Và bây giờ thì lại quay lại cái dòng nhạc mà sau này của chú Bằng Kiều lại được may mắn hát một bài hát khá mới của chú. Đó là bài hát Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng. Sau khi cháu hát xong thì cháu sẽ phỏng vấn chú là lý do gì mà lại giữa đời quên lãng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xuân nơi đâu trôi xanh cỏ biếc, tình có là nắng hôn tóc em mềm, bàn tay nhung em còn yêu tình tôi, qua bên yêu đương mấy thua yêu người. Mùa xuân nơi đâu người ơi tìm ai, màu hoa nào thắm trên tóc em cài, dịu hôn tôi say trong giấc hồn nhiên, theo bước chân em cuối trời lặng quên. Quên sao nắng vẫn ghen màu mắt và môi ấy vẫn quen hơn dỗi, xin một lần tình chia ngọt bùi, cho một lần hạnh phúc dạ rời. Tình vui đời có bên nhau, tình đau đời cách chia nhau. Xin em nắm ngón dịu bước qua mau. Mùa xuân ở đâu hỏi em còn nhớ, ngày tháng nào đó ta đã yêu người, nụ hồng hồi xưa thôi cũng tàn rơi, mây cũng mây bay xuôi về cuối trời. Người cho tôi biết tình yêu là thế, là không hẹn đến nhưng mãi đi tìm, là bài thơ yêu say đắm triền miên, nên mãi yêu em giữa đời là tình chia ngọt bùi, cho một lần hạnh phúc dạ rời. Tình vui đời có bên nhau, tình đau đời cách chia nhau. Xin em nắm ngón dịu bước qua mau. Mùa xuân nơi đâu hỏi em còn nhớ, ngày tháng nào đó ta đã yêu người, hồi xưa thôi cũng tàn rơi, mây cũng mây bay xuôi về cuối trời. Người cho tôi biết tình yêu là thế, là không hẹn đến nhưng mãi đi tìm, là bài thơ yêu say đắm triền miên, nên mãi yêu em giữa đời lặng quên, là
say đắm triền miên nên mãi yêu em giữa đời lỡ nếu mà bài này Kiều hát trong một cái night club là đố ai đoán được nhạc của Trường Sa đúng không? Không thể nào biết được bởi vì là bài chú viết rất là đa dạng, rất là nhiều cái thực ra thì cái bài này thì chú viết là 44 và cháu nghe ở trên YouTube thì là slow rock, đánh slow rock, nhưng mà khi mà cháu bàn với anh Thi chị Thủy thì thấy là bài này đánh rumba nó tình hơn. Thì cái bài Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng này cháu có hơi thắc mắc là đây là cái tựa mà chú nghĩ ngay từ đầu hay là đến khi mà xong hết bài rồi chú mới đặt cái tựa này, và giữa đời quên lãng là sao lại giữa đời quên lãng, chú có thể bật mí cho khán giả của Music Box một chút về cái tình sử của bài hát này được không? Thì chú nói là đời người ta phải có thời trai trẻ, không nó phải có chuyện này chuyện kia, đúng không? Dạ. Thì những cái chuyện này chuyện kia nó kéo dài cho đến tuổi già. Bây giờ tuổi già rồi là sao? Đã già rồi tức là mà còn viết bài hát như thế này thì phải hiểu rằng là cái sự lưu luyến về một cái chuyện ngày xưa nó vẫn, dù cuộc đời đã đi vào quên lãng nhưng mà vẫn còn lưu luyến. Yêu giữa em, đời quên lãng. Yêu em giữa đời quên lãng. Người đã quên lãng rồi mà mình vẫn còn yêu. À, tức là yêu cô bây giờ đúng không? Không, cô bây giờ. Hay là bây giờ vẫn còn những cái chuyện này chuyện kia hả chú? Cái mà rất là trẻ, cái tâm hồn của chú phải nói là thanh niên còn chạy xa. Rất là trẻ. Đó, phải nói vậy đấy. Được, được. Rồi cái... lúc nãy mình đang đi ở một cái giữa cái câu chuyện là cái sự gắn bó của chú và cô Lệ Thu, thì cái bài đầu tiên mà mở đầu cho sự gắn bó đấy là bài Mùa Thu Trong Mưa. Mùa Thu Trong Mưa chú. Đúng rồi, bắt đầu Mùa Thu Trong Mưa, và tiếp theo đó là chú viết Xin Còn Gọi Tên Nhau. Đấy, bài đấy mới là Đóng Đinh. Đóng Đinh, tức là lúc đấy là chú viết cho giọng hát Lệ Thu luôn. Phải nói như thế, tại vì thời đó thì nhiều người thích tiếng hát Lệ Thu, mà chú cũng là người như thế. Thành ra cái câu đầu tiên là tiếng hát bay trên hàng không chiều trong trượt nghe mùa thu bay trên trời không. À, cái đoạn đó là nói về cô Lệ Thu thì đại khái có một chút vậy đó. Yeah. Thì sau khi chú viết Mùa Thu Trong Mưa thì chú viết Xin Còn Gọi Tên Nhau. Mà trong thời gian xin còn gọi tên nhau thì cũng đang thai nghén cái bài rồi mai tôi mới đưa em. Tức là toàn những cái bài mà đúng là nó đóng đinh với tên tuổi của đó. Chị thì đại khái là nghĩa là trong đầu óc chú hồi đó là cũng rất quý mến Lệ Thu, coi viết nhạc cho một đóng thì... tức là Donny đóng giày cho một ca sĩ phải là chuyện dễ đâu. Phải nói cái bài Rồi Mai Tôi Em chú viết là thời gian chú đang đi học ở trên Đà Lạt. Thì chú thay ngắn cái bài đó là từ trên Đà Lạt năm 1967. La 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 la. Chỉ có mấy câu thôi. La 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 la. Bài để cháu mê lắm. Thì không được hát vì hát nhiều. Nhưng quá. Mà mãi đến 2 năm sau chú mới hoàn tất cái bài đó. Và cái bài đó ra sau Xin Còn Gọi Tên Nhau. Xin Còn Gọi Tên Nhau là tiếp theo là cũng cái giống như Mùa Thu Trong Mưa, là mang đến cho cô Lệ Thu, và Lệ Thu đã hát bài đó với dàn nhạc Văn Phụng. Đấy là lúc đấy là gọi là chuyển qua nhạc tình đấy chứ không đúng. Đấy, nhạc tình không biết đấy. Nhạc thời trang nữa. Đấy. Thế bây giờ mình lại sẽ trở lại nhạc thời trang. Chưa. Khi ra bài Xin Gọi Tên Nhau rồi, thì mới xong bài Rồi Mai Tôi Em, thì cũng lại Lệ Thu. Lại Lệ Thu nữa. Và cái dàn nhạc Văn Phụng và bốn cái view đông kéo rất hay. Yeah.
chú còn nhớ là khi mà cô Lị Thu hát xong cái bài đó, chú có đến dự thì nhà khí Văn Phùng tới bắt tay chú chúc mừng. Cái bài hay thế cơ mà, cái bài bài đấy cháu mê lắm. Nước ngoài. Sau Rồi Mai Tới Đây Em là bài Một Mai Em Đi. Cũng Lệ Thu nữa. Và phải nói rằng trước Một Mai Em Đi là bài Sầu Muộn. Bài Sầu Muộn thì cũng Lệ Thu hát và dàn nhạc của Ngọc Chánh. Anh Ngọc Chánh, Ngọc Chánh ở đây đó. Ngọc Chánh đàn chơi piano. Và anh Ngọc Chánh là khi mà anh đàn mà anh nói đàn thì đã quá. Cho con xin cắt lời chú một tí là bởi vì đáng nhẽ là con anh Thi muốn con hát bài Sầu Muộn ở trong chương trình này. Nhưng mà con hát hai cái bài này, một bài mà con đã hát rồi và một bài mới, cho nên là bây giờ thêm một bài mới nữa thì nó mới quá. Nhưng mà con sẽ năn nỉ Trung Tâm Thúy Nga là con sẽ xin được hát Sầu Muộn ở trên Paris By Night trong những cuốn sắp tới. Ok. Yeah. Nãy giờ mình nói toàn là nhạc mảng nhạc tình không ha? Bây giờ nói về mảng nhạc đại chúng đi chú. Quay lại mảng nhạc đại chúng thì những cái bài hát mà chú viết cái thời chắc đấy là lúc đấy là đang gọi là sung sức nhất đấy, nhạc đại chúng đấy, nhạc còn trẻ lắm. Đấy, sung sức nhất. Còn trẻ lắm. Hồi đó là còn rất trẻ. Còn phải gọi là bay bướm lắm, xin lỗi. Lúc đấy là nhiều em trong đó, nó có nhiều bài. Thế cái bài Chuyện Người Đan Áo là có em nào trong đây không? Chuyện Người Đan Áo thì nó là nhạc thời trang. Thì chú viết cái bài Chuyện Người Đan Áo nó có một chút tình tự thế này. Là hồi đó chú hay đến chơi nhà Kim Loan. Một ca sĩ. Ca sĩ còn trẻ và cái người viết nhạc cũng còn trẻ. Xinh không chú? Xinh lắm. Chi tiết quan trọng đấy. Hai người còn trẻ hết rồi. Cũng bay bướm lắm. Không, thú thật thế này là mình cũng chơi đến thăm chơi vậy thôi chứ cũng không có ý gì cả. Lúc đó có gia đình rồi, có vợ, có con. Cháu mới hình như là mấy tháng vậy đó. Nhưng mà cái nó gọi là cảm xúc ấy. Cái cảm xúc nó luôn luôn có, tức là một người hát hay và lại đẹp rung động thì phải có sự rung động. Phải cái chuyện vui vui chút. Yeah. Bà mẹ của Kim Loan á. Yeah. Nói cháu viết cho Kim Loan một bài đi. Thế thôi, chỉ có thế thì chú vừa chỉ biết Chuyện Người Đàn Áo. Nhưng mà hồi đấy cô có đàn cái nào cho chú không? Đâu, cô có đàn áo, cô đàn áo cho người khác, kêu đàn áo cho chú đâu. Tức là một cái sự gieo duyên của người mẹ nhờ chú viết tặng cho cô Kim Loan một bài. Một câu nói thôi mà ra một bài nhạc một hay như này để đời. Được gọi là để đời. Mà không nghe, không ngờ nó sống tới giờ này. Không, mà cháu nghe cháu hoàn toàn cháu không nghĩ là không nhà của chú Trường Sa đâu. Người, dạ. Nhiều người khác hẳn luôn. Nhiều người không ngờ. Dạ. Không bao giờ nghĩ. Không nghĩ là bài này của chú luôn á. Đúng rồi. Mà chú biết là con không nghĩ là bài này con sẽ hát luôn. Mà hôm nay là con sẽ hát. Phải nói thêm một câu thế này. Tôi có bữa trước tôi có nói là chú có nói là khi mà tôi chú đi thâu Paris By Night 70 ở Paris về đó. Yeah. Thì thời gian sau ông Tuấn Khanh, nhạc sĩ Tuấn Khanh ở Mỹ này. Vâng. Ông phone qua Canada. Ông không biết ông số phone của chú. Ông phone. Chú mày á, viết hai loại nhạc. Thấy không? Loại nhạc nào chú mày cũng viết được. Đại khái là nhạc thời trang và nhạc tình ca. Vâng. Đó. Thì đại khái như thế. Đại khái là ông cũng giống như ông Tuấn Khanh thôi. Yeah. Nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng có thể viết những loại nhạc thời trang và nhạc tình ca. Là nhưng mà cũng vui chứ, một người đàn anh gọi tận sang để tìm số phone của mình. Nhớ hoài, lần nào đến tìm số phone của mình để gọi sang chỉ để khen một câu sướng. Lần nào qua tới Cali là phải đến thăm Hoa Xoan bên thềm cũ. Không thăm không được. Thôi giờ là nghe Lam Anh hát. Trời ơi, hôm nay coi như là con cũng là bấm gan, bấm bụng có dám hát bài này. Bài này khó đấy, chứ không phải đùa đâu, khó hát lắm. Mà chú ơi, chú cho con hỏi là bài này con thấy nhiều người cũng hay nói là Chuyện Tình Người Đan Áo. Vậy là Chuyện Người Đan Áo hay là Chuyện Tình Người Đan Áo hả chú? Chuyện Người Đan Áo. Dạ. Tại vì trong cái bài, trong cái lời nhạc đó, chuyện ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ Chuyện Người Đàn Áo. Dạ vâng, thì phải nói rõ không để phải cho khán giả biết. Người đàn áo đâu. Chẳng nhẽ lại hát thành thường không, nốt.
không dạ. Không có chữ tình. Dạ vâng, dạ vâng. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghe chuyện tình người đàn áo nó thừa ra không được. Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ con xin được phép hát bài hát này.
lòng thêm ấm những khi hành quân. Cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước, người về xây hạnh phúc tương lai. Áo đan xong rồi nhớ cho em gửi muôn vàn niềm. Đẹp, rẻ, bền, sang, bóng, thương hiệu đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Chỉ 11 Mỹ Kim cho một set 3 trong 1, gồm bột Deep & Dub, sơn gel và sơn thường chuẩn cùng màu. Mua trọn bộ 247 màu, được tặng free 5 đèn Hybrid Light, free 4 bộ Color Charts và free shipping. Tổng giá trị quà tặng lên tới hơn 600 Mỹ Kim. Bộ Deep mịn, bền, gel và sơn thường dễ sơn, màu sắc chuẩn đẹp, phong phú, đa dạng. Đèn LED mẫu mã hiện đại, dễ sử dụng, sang trọng, mau khô gel và tiện lợi. Hãy liên lạc ngay với tiệm supply gần nhất hoặc website igelbeauty.com hay gọi số 832-553-2200. Igel Beauty, because your salon deserves the best. Igel hiện đang có special promotion, mua trọn bộ 3-in-1 được tặng 1 set quà. Có tới 6 set quà đầy giá trị cho quý vị lựa chọn. Độc đáo. Quá hay. Cái bài này thì cháu nghe rất nhiều người. Nhưng mà từ lúc mà cháu còn đi học, hồi đi học cấp 1, cấp 2 nghe cái bài này thì hồi đấy ấn tượng nhất là anh Tuấn Vũ. Anh Tuấn Vũ hát Chuyện Người Đàn Áo cực hay. Bài này thì Hòa thì mới nghe cách đây cũng không có lâu, hình như là do Ngọc Ngữ cũng như là Chu Ngọc Hà hát thì phải. Nhiều người hát phải không? Nhiều người gần đây thì là hai người đó là hát là Hòa mới Quang biết. Quang Lê, Như Quỳnh đều hát. Bài này phải nghe anh Tuấn Vũ. Mà lần đầu tiên này anh nghe hát không ạ? Lần đầu tiên nghe hát Chu Ngọc Hà bây giờ. Con Ngọc Ngữ hát rất là hay. Đông về đàn áo ấm xa xa trường. Đó là mà nhạc thời trang ngày xưa hay nhỉ. Nhưng mà cái bài hát này thì thực sự là không thể, nếu mà thiếu sót nếu mà không nhắc tới ngày hôm nay, ban nhạc của anh quá hay. Ban nhạc quen thuộc của Music Box, A Dìn, rồi là Bảo ốm yếu, rồi anh Ngọc Trác, rồi anh Minh Luân, những người mà đã rất quen thuộc trên Music Box. Mà ngày hôm nay thì cái bản hòa âm này cũng như cái cách đánh nó rất là traditional, nó rất là xưa nhưng mà rất là mới. Bolero, gọi là bolero đúng không? Nó rất là bolero, rất là bolero nhưng mà rất là mới. Xin cảm ơn ban nhạc. Ban nhạc gọi là chở nhạc, dòng nhạc nào cũng coi như là đánh được. Mà thực ra là khán giả rất là nhiều đến cảm ơn ban nhạc trên YouTube. Box, yeah. Mà trước giờ mình chưa có dịp mình nói như vậy để chuyển lời của khán giả đến cho ban nhạc. Nhưng mà cái màu sắc của Lam Anh vào bài hát Chuyện Người Đàn Áo cũng rất là độc đáo chú nhỉ. Nghe lạ không chú? Lạ lắm. Đừng nói ra là độc đáo rồi. Lạ và đừng có lạ lùng nha chú. Cái bài này là Lam Anh hát lần đầu tiên luôn hả? Lần đầu tiên trong đời đó. Trời ơi, em mới tập có mấy ngày thôi đó. Rất là độc đáo. Nhưng mà con thích bài này lâu lắm rồi chú ơi, con thích đó. Con rất là thích bài này cho nên là chị Thủy đưa là chỗ em thích bài này lắm. Chú cảm ơn. Dạ. Rồi cái trong suốt tất nhiên là bây giờ mà kể những cái chuyện tình của chú cho khán giả, bật mí cho khán giả thì cháu nghĩ là nó cũng không thể nào mà hết được chú nhỉ. Nhưng mà những cái chính, ví dụ như là vợ chính thức rồi là người yêu chính thức thì chú có thể bật mí cho khán giả của Music Box là những cái cuộc tình nào khắc cốt ghi tâm không chú? Mà nó có những bài hát mà gắn với những cuộc tình đó. Thì chú đã nói rồi, đời mọi người, từ lúc trai trẻ ai không có chuyện tình.
Người nào cũng có chuyện tình, đừng có nói dối đó, tôi không có, ai cũng có, hoặc là đơn phương, hoặc là mình yêu thầm nhớ, yêu thầm yêu nhớ ai hay không, không thành, nhưng mà cũng có, thì chú cũng thế thôi. Cái chuyện tình đó, cái chuyện đó thì nó phải kéo dài cho đến khi mà đến tuổi già, cho đến ông già trên 70 tuổi rồi vẫn còn viết yêu em giữa đời quên lãng. phải nói là nó mãnh liệt như thế. Nhưng chú nói lúc này là từ thời trai trẻ cho tới bây giờ lúc nào cũng phải có chuyện này chuyện kia là hiểu. Không, chuyện này chuyện kia nó ngày xưa. Chuyện này chuyện kia nó ngày xưa thôi. Bây giờ là hết rồi, không có chuyện này chuyện kia nữa, nhưng mà vẫn còn tức là cái cảm xúc chứ không là mới viết nhạc được. Cảm xúc thì người ta nói đó, mấy cái ông già bà già nghe không? Những cái chuyện ngày xưa thì nhớ từng chi tiết, nhưng mà chuyện hôm qua hôm kia không nhớ. Đấy. Chú là sao như vậy? Nhưng mà cái chắc là cô hiện nay ấy, là cái người mà chú rất là trân trọng, và cháu thấy là chú cô cũng rất là chăm chú từ nãy đến giờ, thì cô chú gắn bó với nhau từ khi nào ạ? Cô chú gắn bó nhau trước khi Paris 70 thì cũng một thời gian gián đoạn. Trước khi Paris by Night 70 là trước, năm trước thời gian không có lâu đâu. Thành ra chắc là 2003. Thì lúc đó mà chú Ngạn đã có hỏi cô Kỳ Duyên, có hỏi chú về cuộc đời chú đang sống như thế nào, chú nói thì chú sống một mình thôi. Đúng là thật rồi đó, một mình thế thiệt. Là về bị ghen đó, không một mình thiệt, nhưng mà sau đó thì cái chuyện mà nó đem đến có cái kết quả là hai người trở lại với nhau vui vẻ lắm, cho đến kéo dài cho đến giờ này. Tức là trước đấy là bao nhiêu năm mà chú? Trước đấy là trước có lâu không lâu, chắc khoảng năm không tới đâu, mấy tháng giận luôn thì cũng khoảng mấy tháng hay nửa năm gì đó. Như vậy là trong cái giai đoạn đó là chú viết những bài như Trong Giấc Mơ Em, hoặc là Một Thoáng Mơ Phai cũng hả chú? Đó, trong đó đó là đại khái như vậy đó. Dỗi phải nói là dỗi. Phải nói là chú hai người vợ rất là chung tình. Người vợ thứ nhất chết, ta là cái người vợ thứ nhất của chú là ngày xưa là trong cái ban Vũ Lưu Huỳnh Hồng Thiết Hài, với vợ của nhạc sĩ Nguyễn Tiến Chín và bà xã của chú đó. Hai người với vợ vũ sư Nguyễn Thống ở trong cái Vũ Thiết Hài thì chết năm 1996. Thì chú ở không vậy cho một thời gian cũng 6-7 năm. Đấy, cũng đến năm 2000 mấy cơ mà. Đó. Cũng 96 là cũng 6-7 năm đấy. Mới gặp bà này. Kết luôn. Nhưng mà lại yêu nhau có mấy tháng rồi dỗi oặt. Vì chú đi Paris by Night 70 có nhiều bóng hồng quá. Mà dỗi lâu đấy, dỗi cả năm trời. Dỗi cả năm trời. Nhưng mà cuối cùng là khi mà quay lại thì là chú là người chủ động là làm lành rồi năn nỉ cô, hay là cô lao đến chú? Không phải. Phải nói thế này. Cô giờ đó, cô em ruột, cô là thứ ba. Còn cô em ruột thứ bảy. Trong gia đình đó là gia đình của cô đó là tất cả là 11, 12 người con. Một toàn là trai thôi, chỉ còn có hai người con gái, người thứ ba, người thứ bảy. Hai người con gái thứ ba và thứ bảy. Thì cái cô thứ bảy đó, cô ấy nói là chú nghèo sơ sát. Còn tại sao chị không đi đồng ý với ông bác sĩ nào đó, nghe không? Chú tự ái quá. Thế là chú thật, chú tự ái lắm. Chú đi. Chú đi không phải đi luôn, không phải đi kiếm người khác đâu. Tức là dỗi thôi. Dỗi. Thì cái này là chú dỗi. Chú dỗi là dỗi đấy, không? Dỗi. Thì phải nói cũng tội lắm. Khi mà chú liên lạc với cô bây giờ đó, cô khóc. Chú thương quá ha. Chú thương quá. Bây giờ trong suốt bao nhiêu năm nay ở với cô đó, cô lúc nào cũng chu đáo lắm. Đấy. Lo cho chú. Bây giờ mà vua còn dắt chú đi sợ chú té nữa. Điều đó quý quá chứ hả? Đấy là chú là một người rất may mắn. Cũng phải nói may mắn. Cuối đời gặp Lan. Thầy Trường Kỳ viết Hạnh Phúc Cuối Đời đó. Dạ. Anh Trường Kỳ viết trong ấy Hạnh Phúc Cuối Đời của chú là bà này. Vâng. Bọn cháu hay gọi là Cuối Đời Gặp Lan. Vậy là trong cái giai đoạn mà chú viết những cái bài cho cô thứ hai này thì hình như là cháu có một
Bài hát mà được chú gửi cho Trung Thúy Nga và cháu thu âm trong cái cuốn CD thứ nhì của cháu đó là bài Một Thoáng Mơ Phai. Thì bây giờ Trần Thảo xin được phép gửi đến cho quý vị cũng như là nhạc sĩ Trường Sa bài Một Thoáng Mơ Phai sau đây. Em đến như mùa xuân theo nắng, cho tình yêu nương cánh. Em có hay từng ngày qua trên con đường này và bên khung trời này lặng lẽ mây bay. Tình yêu đó vẫn ngọt ngào cay đắng, vẫn dịu dàng chua xót. Em có hay vào đời nhau thương cho một lần rồi xa nhau ngàn đời hạnh phúc như mơ. Thôi xin người về đi, trả mùa xuân xứ người, trả lại em, trả lại bao ước mơ trên đôi môi và vòng tay ân tình cũ. Tình yêu đó đã chìm vào mưa lũ trên dòng đời hiu hắt. Em có hay rồi mùa xuân qua đây lạc loài, đường quen xưa bụi mùi một thoáng mơ phai. Trả mùa xuân xứ người, trả lại em, trả lại bao ước mơ trên đôi môi và vòng tay ân tình cũ. Tình yêu đó đã chìm vào mưa lũ trên dòng đời hiu hắt. Em có hay rồi mùa xuân qua đây lạc loài, đường quen xưa bụi mùi một thoáng mơ. Lần đầu tiên cháu được nghe Một Thoáng Mơ Phai, đó là một sáng tác vào thời kỳ sau này, nhưng mà âm hưởng thì lại có vẻ là tình ca. Đấy. Mà trong nghe chú kể là cái chuyện trong mình hiểu cái bài này nhiều hơn. Trong được thời kỳ tình ca, Một Thoáng Mơ Phai. Khi mà cháu hiểu được cái câu chuyện của chú kể rồi đó, thì mình nghe cái bài này mình sẽ thấy thấm hơn nữa. Chứ lúc đầu nghe thì mình chỉ thấy những cái hình ảnh trong đó nó lãng mạn hoặc là nó mang mát buồn thôi, nhưng mà bây giờ nghe lại thì mới hiểu là được vì sao mà trả lại em, trả lại bao ước mơ rồi thôi xin người về đi. Lúc đó đang tự ái không chứ? Đúng rồi. đang là tự ái, đang dỗi. Phải nói như vậy đó. Tại vì phải có những cái câu thế này. Tình vẫn dịu dàng chua xót, dịu dàng mà chua xót, ngọt ngào mà cay đắng. Nó ngược, trái ngược với nhau đấy. Tình yêu đó vẫn ngọt ngào cay đắng, vẫn dịu dàng chua xót. Đấy, chú viết là chú có ý chứ không phải không có ý. Nó hạnh phúc và đau khổ đi với nhau. Cho nên là lúc đầu mình nghe mình thấy cái tình yêu đến thì dễ chịu. Trong chú nhá, phong độ trong chú mà rất là manly, nhưng mà chú hay dỗi nhỉ. Ai mà không dỗi không? Nhạc sĩ là càng giống như là tình cảm hơn và càng
rất là sensitive. Dỗi hờn là cái chuyện của người yêu nhau. Yeah. Không bây giờ chú còn hay dỗi cô không? Vẫn còn. Yeah. Vẫn cứ thỉnh thoảng lại dỗi oặt ra. Và trong thời gian bây giờ là cho cháu mạn phép hỏi chú, năm nay là chú là 80 hay 81? 81 rồi. 81. Vẫn còn đang viết. Vẫn còn. Ui giời ơi, tức là còn sức nhiều, viết của chú. Còn nhiều nhạc lắm. Đấy, sức viết của chú như thanh niên. Và thanh niên cũng không viết được nhiều như chú đâu. Bây giờ ví dụ mình đặt hàng một bài nhạc sĩ trẻ phải lâu lắm. Bây giờ nhiều khui bảo nhờ chú Trường Sa bảo chú viết cho con một bài có khi mài có luôn. Chú nói thêm. Có khi vậy nhỉ? Chú nói thêm cái này nha. Chú viết nhạc không bao giờ cần đàn. Đấy. Tại vì từ còn nhỏ chú hát một bài hát nào chú chỉ hát nốt nhạc thôi. À. Thấy không? Thí dụ như là yêu âm giữa đời con lãng, chú có thể hát bất cứ tông nào. À. Là si do mi mi si la do. À, tông la phải không? Tông re re mi fa la 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 mi re fa. Đó thí dụ đó. Chú có thể hát hệ thống bất cứ là son phe luôn. Son phe luôn. Hát bài nào là từ ngày xưa là chú toàn hát bằng son phe nốt nhạc thôi, không thuộc lời. Yeah. Không thuộc lời. Bảo sao chú là siêu cao thủ. Vì thế chú viết nhạc không cần đàn. À, không cần đàn. Áng ở trong đầu rất trong là đầu. Thú vị. Âm nhạc. Và thưa quý vị, trên tay của Trần Thế Hòa là một tập nhạc của nhạc sĩ Trường Sa. Đây là tập thứ hai phải không thưa chú? Thứ hai. Thưa quý vị, nhạc sĩ của chúng ta sau khi mà rời Việt Nam sang hải ngoại đó, thì nếu như mà không có ở trong khu người Việt thì cái vấn đề mà phổ biến bài hát rất là khó khăn. Ví dụ nhạc sĩ Trường Sa thì nhạc sĩ chỉ có gửi những cái bài hát này qua cho trung tâm và bằng thư tín, hoặc là nhiều khi không có cái thời internet thì lúc đó chưa có rồi, email chưa có thì chú phải gửi bằng thư tay như là thư bưu điện đó. Còn nhạc sĩ phải tự mình ra những cái tập nhạc như thế này để mà quảng bá ca khúc, thì đó là cũng là một cái công trình rất là nhiều công sức, bởi vì thưa quý vị, in ấn ở hải ngoại không có phải là một cái chuyện mà gọi là không có tốn tiền nhiều, mà thật ra là tốn rất là nhiều tiền. Thì đây là một trong những cái tập nhạc mà nhạc sĩ Trường Sa phát hành ở hải ngoại. Chú, cái tập nhạc này có bán ở ngoài không ạ, tới chú? Nếu mà người ta muốn sưu tầm, hoặc là người ta muốn mua về để làm kỷ niệm, hoặc là để mà chơi nhạc, thì có thể tìm ở đâu ạ? Không có bán được à? Không có. Ồ, như vậy là cái tập này quý lắm. Đây là cái tập thứ nhì. Còn cái tập thứ nhất là chú phát hành năm nào chú hả? Cũng lâu rồi, 2006 gì đó. Cái cuốn này là chú làm năm 2018. Ngày xưa thì chưa có internet, chưa có YouTube, chưa có công nghệ thông tin, cho nên là cháu còn nhớ ngày xưa mà các nhạc sĩ còn cứ ra một cái bản thôi, mỗi một bài thôi, xong rồi in ra để bán. Đấy. In được hai tập nhạc. Đấy, mà nếu mà bây giờ muốn mua thì chắc là quý vị chắc phải liên lạc với trung tâm Thúy Nga thế nào chứ. Chứ cháu nghĩ là vẫn còn rất nhiều người ta muốn cầm cái tập nhạc, chứ không phải lên internet cho người search thì nó tiện, nhưng mà nó cái cảm xúc nó không bằng, ví dụ như là nghe digital ở trên online ấy, không thể bằng mình cầm cái đĩa than hay là đĩa nhựa mình nghe, đúng không? Trong cái tập này thì thấy chú in ra được tới khoảng chừng 2-30 bài, như vậy có thêm một tập nữa thì cũng thêm gấp đôi như vậy. Mình sẽ có một cái giống như một cái tài liệu ha, chính thống về những bài hát của nhạc sĩ Trường Sa, tại vì khi mà mình qua nhiều cái thời gian như là chiến tranh, rồi là những cái việc làm cho mình thất thoát tất cả những lộn lên lộn xuống, giống như là ở trên còn internet là sai hết. Đúng rồi. Hoàn toàn là bị lệch lạc từ ngữ này kia các thứ, nó nghe áng áng, xong người ta type ra nó không có bằng là đây là của chú và chú đã kiểm duyệt rất rõ ràng, lời cực kỳ chính xác. Mà cái này đó là cái này là chú in rồi đó, mà còn có khi còn có lỗi trong này nữa. Là bởi vì thưa quý vị, Trần Thế Hòa có một cái kinh nghiệm như thế này. Trước có một lần quay hình cho trung tâm Thúy Nga thì Trần Thế Hòa hát cái bài Rồi Xin Còn Gọi Tên Nhau, và Trần Thế Hòa được nhạc sĩ Trường Sa tặng cho cái tập nhạc rồi, và khi hát thì cẩn thận lấy cái tập nhạc đó ra để mà hát cho đúng lời đó, thì trong đó lại thấy cái câu cuối cùng đó lại là để rồi ngày sau khi ta cần nhau, còn vui chúc em vui ngày đầu, cho mình mãi gọi thầm tên nhau.
thì Trần Thu Hà nói chuyện với anh Thi nó không biết nên hát là kêu thầm hay là gọi thầm nữa, bởi vì cái câu mà kêu thầm tới nhau là nổi tiếng cả mấy chục năm nay rồi, bây giờ trong này là in là gọi thầm. Thì Trần Thu Hà gọi cho chú Trường Sa nhưng mà tiếc là hôm đó không gặp được chú, thì đành phải hát theo cái văn bản mà có trong tay. Thì đến khi mà gặp lại chú thì chú lại nói là kêu thầm chứ không phải là gọi thầm. Không, kêu là đều gọi đều được hết chú nhỉ? Chú phải chú biết có ý chứ mà chú không có ý đâu. Cho nên là... Tại vì chú muốn biết cái chữ kêu đó là cái tiếng của người miền Nam đơn giản, thấy không? Nó gần gũi hơn. Gần gũi với người miền Nam hơn. Như tại vậy vì mình trong miền Nam mà. Cái này là do cái người mà in họ bị viết nhầm hay là họ tự sửa lại. Họ muốn sửa lại thôi. Quý vị tưởng tượng để có bản nhạc của nhạc sĩ trên tay mà nhiều khi còn có lỗi như vậy, huống hồ gì là quay Romeo và phát hành giống như là không có chính thống thì sẽ lời lẽ sẽ bị sai hoặc là đổi thay rất là nhiều. Nhiều người hát gọi thầm cho nhau nhưng mà cô Lệ Thu là kêu thầm cho nhau luôn luôn vậy. Thì đó là không thay đổi. Khán giả khi mà họ phản ánh với cháu đó, họ nói là tại sao là gọi thầm, cháu phải in cái bản nhạc đó ra, nó đây cái bản nhạc ở trong cái tập nhạc mới được là nhạc sĩ Trường Sa giải thích đó là một cái sự in nhầm. Mà quý vị biết là cái bản đó là của nhạc sĩ xuất bản mà còn như không vậy. Nhưng mà cháu gì? Thấy cái chữ gọi thầm nó cũng rất là hay chứ. Gọi là gọi thầm thầm, chứ còn kêu thì nó lại toáng lên. nhưng mà xét về âm nhạc nha. Về cái chữ gọi đó nó vẫn chắc. Kêu nó vẫn bằng. Được chưa? La son si la son la la. Kêu thầm tên nhau, gọi thầm, chứ gọi nó gượng lắm. Với lại khi nhiều khi mình nghe một cái đó nó quen thân thuộc, khó hát nữa, khó đổi lắm. Khó hát nữa, khi mà nhất câu kết ấy, xong rồi lên quãng 8, cho mình mãi gọi. Thế thì gọi thấy không? Cho nên là cái sự quan trọng của một cái tập nhạc đó là như vậy, thưa quý vị. Nhiều khi cùng một cái bài hát mà mình cứ nghe trên internet hoặc là mình này kia là không có chính xác lời. Chú cần nói thêm thế này, là cái... những ca khúc của chú đó, chú đã giao quyền cho Trung tâm Thúy Nga. À, tức là Trung tâm Thúy Nga. Thế những quý vị nào mà muốn dùng các ca khúc của Trường Sa đó thì xin liên lạc với Trung tâm Thúy Nga. À, thì theo Bằng Kiều đã biết là những sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa thì hiện nay là Trung tâm Thúy Nga giữ bản quyền. Và những ai cần dùng nhạc của nhạc Trường Sa thì liên lạc với Trung tâm Thúy Nga. Và Trung tâm Thúy Nga cũng rất là khuyến khích tất cả mọi người, nếu ai yêu mến chú Trường Sa, ai yêu mến dòng nhạc Trường Sa thì cứ liên lạc một cách rất là cởi mở và thoải mái. Trung tâm tạo điều kiện để nhạc của chú tới với tất cả những người yêu nhạc. Dạ, Trung tâm Thúy Nga chỉ muốn là phổ biến nhạc của chú thêm. Chú cũng xin xác nhận rằng không phải Trung tâm Thúy Nga giữ bản quyền để mà không cho phổ biến các ca đúng khúc rồi. Của chú. Đấy, nhiều người hay nhiều nhầm. Người nghĩ rằng như thế, đó là sự lầm lẫn. Đấy, nhiều người hay nhầm. Nên là cháu muốn nhấn mạnh là Trung tâm Thúy Nga rất là muốn phổ biến những người yêu mến dòng nhạc cứ thoải mái dùng, chỉ cần thông qua trung tâm để có sự đồng ý của bản quyền. Dạ vâng. Thì bây giờ mình trở lại chương trình ha. Thì mình sẽ giới thiệu cái bài hát mà gọi là cháu được biết là bài này là bài chú thai nghén đầu tiên trong dòng nhạc tình. Trước cả Mùa Thu Trong Mưa đúng không ạ? Mùa Thu Trong Mưa thì ra đời trước, nhưng mà chú đã thai nghén bài này từ trước bài đó. Đó là bài Rồi Mai Tôi Đưa Em. Đúng không chú? Đúng. Bài này quá kinh khủng luôn. Chú viết ở Đà Lạt hả chú? Chú khởi sự những cái nốt đầu tiên tại Đà Lạt. Bài nó hay ơi là hay. Mà thì phải nói là cái lời của nó, cái vần của nó gieo quá hay. Từ đầu tới cuối. Mà cháu mê, đâm ra là cháu hát đơn ca, cháu hát tam ca các kiểu, cho nên ngày hôm nay cháu không được hát, nhưng mà cháu vẫn cứ nhảy và cháu hát bè chứ không thể nào mà chịu được. Thoải mái. Phải nói rằng Thúy Nga cho tam ca cái bài Rồi Mai Tôi Đưa Em rất hay, rất hay. Đấy, rất là sung sướng bởi vì là được chính người cha đẻ của tác phẩm khen, đấy là một cái điều rất là hãnh diện và sung sướng. Nếu quý vị nào mà muốn nghe lại bài hát Rồi Mai Tôi Đưa Em version tam ca thì xem lại cuốn Paris by Night 109 kỷ niệm 30 năm của Trung tâm Thúy Nga. Bài hát do Bằng Kiều
Thiên Tôn và Đình Bảo là tam ca Bảo Tôn Kiểu hát. Và trong một cái music box của Trung tâm Thúy Nga, tam ca này cũng lại hát lại một lần nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ qua song ca, đúng không? Yeah, version song ca của Lam Anh và Trần Thái Hòa, Bằng Kiều sẽ hát bè. Rồi cái bài này thì đầu tiên là đã hát đơn ca trong cái cuốn 70. Đơn lắm ca rồi. Thì ai cũng hát. À, tôi em cũng chưa hát đơn bao giờ. Ca. Em chưa hát bài này bao giờ. Đây là lần đầu tiên em hát. Vậy hả? Yeah. Và sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe Rồi Mai Tôi Đưa Em. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu mang thương đau nghe buồn thêm, gác vắng mưa gợi miên chân chiều. Còn đây không gian xưa quen gót lầy, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, giữa tiếng ru trầm vào cơn mê. Chân hoang vu lên phố gầy, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn vô sức xuân muộn về trên môi. Trên tay thì hoàng hôn
xuân mùa về trên môi. Lúc nào nghe bài này cũng bất hủ. Mà có một cái lạ là cháu mỗi lần cháu nghe bài này cháu lại tưởng tượng là Đà Lạt. Thế buồn cười. Cháu tức là một cái melody nó làm cho mình tự nhiên thấy là một cái khung cảnh ấy, một cái khung cảnh nó rất là lãng mạn. Đấy. Mà có một cái chi tiết là tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm, gác vắng mưa gợi niềm chăn chiếu hay là gợi miền chăn chiếu thì cũng có khi chú có nghĩ tới chữ miền và chữ niềm, cho nên nhưng mà chú quyết định là chữ niềm cho nó thực tế hơn. Thực tế hơn, chữ miền nó rất hay, nó văn chương nhưng mà thấy nó xa xôi quá. Nhưng mà chữ miền nó cũng hay chú ạ. Chữ miền cũng hay, vâng, bởi vì mà chữ nào cũng được, miền cũng hay. Miền nó là nó rộng hơn ấy, rộng rãi. Nó rộng. Tức là nhưng mà cái này chắc là nó cũng là gắn với một cuộc tình của chú đấy, chứ làm sao mà có chuyện là không là nhớ một chỗ miền chăn chiếu nào đấy mà lại không có cuộc tình thì nó hơi vô lý. Đúng không chú? Thì đó thì bằng kiểu nói cũng có lý. Phải nó cũng phải có cái gì đó không? Phải có gì đó, có gì mà không? Lại sâu sắc đấy, đúng, chứ không phải là sâu sắc đấy, phải nhắc đến chăn chiếu là mình, sâu sắc. Mà sâu sắc như vậy mình phải chọn cái chữ miền khi mình hát. Có ai muốn hát niềm thì thực tế nó phải miền sâu chăn chiếu, miền giáo đường thí dụ đấy không? Nó hơi mông lung một chút. Mông lung một chút. Cái niềm chăn chiếu nó thực tế, nó gắn bó rồi. Nó nỗi niềm luôn. Ý chú như thế đó. Tức là nếu mà có hát là miền chăn chiếu thì chú cũng không trách, đúng không? Không trách. Không trách. Rồi bài này là cụ thể sẽ nhưng mà thôi mình cứ bỏ qua đi, bởi vì là nhiều khi bây giờ nó xa xôi từ hồi đấy là những năm 60 mấy nhỉ chú nhỉ? Từ hồi chú 27 28 tuổi mà mình viết cái câu là cái câu cuối câu kết đó không? Vâng. Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy. Đấy. Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Mình còn trẻ quá mà viết cái câu như vậy. Thế à, nó đã hay như thế rồi, hay không thật. Phải, mình viết cho mình già quá đi, hiểu không? Nhưng mà chú, hồi xưa đó là trước giờ là những nghệ ca sĩ hồi xưa là hát là niềm trước không ạ? Hay là niềm không, trước hay là cũng đổ qua đổ lại? Niềm. Đấy, từ nãy tới giờ trong xuyên suốt chương trình thì quý vị cũng thấy là chú Trường Sa, nhạc sĩ Trường Sa đã chia sẻ với khán giả của Music Box khá nhiều những gọi là bật mí đấy. Bật mí những điều bí mật rất là thú vị trong gắn bó với những ca khúc của chú. Mặc dù là chương trình có hạn, không có thể nào mà đưa hết những tác phẩm của chú đến với quý vị trong cùng một chương trình được. Nhưng mà trong những chương trình sắp tới thì giải rác sẽ Trung tâm Thúy Nga sẽ giới thiệu tới quý vị thêm những bài hát mới của chú nữa và sẽ lại nhắc lại những tình khúc bất hủ của chú. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc chương trình bằng một tình khúc mà có lẽ đây là một trong những tình khúc đầu tiên khi mà chú chuyển từ nhạc đại chúng sang, tức là nhạc thời trang sang tình ca đấy, sau lời Suối Dại của nhạc sĩ Từ Công Phụng đấy. Thì đã có những tác phẩm tình ca tuyệt vời ra đời và đây là một trong những bài hát đầu tiên của chú, Mùa Thu Trong Mưa, và chú Donny đóng giày cho nữ ca sĩ Lệ Thu và viết ở Mỹ Tho phải không ạ chú? Mỹ Tho. Bến Mỹ Tho. Chiều mưa không
có em, bờ đá công viên âm thầm. Chiều mưa không có em, giăng mắc mây không buồn trôi. Gọi mùa thu lãng quên, vào tiếng mưa rơi êm đềm. Trời còn mưa ướt thêm, cho dài ngày tháng không tên. Chiều mưa không có em, thành phố quên chưa lên đèn. Chiều mưa không có em, biết lấy ai chia hơn tôi. Trời mùa thu lắm mây, còn bước em đi quên về. Vòng tay ôm lẻ loi, cho mình còn mãi thương nhau. Chậm lặng ngày đi qua trên đường phố rét mướt, dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu. Để từng mùa thu đến, ra đi không mang tình, nỡ quên đi đành sao. Kể từ em vắng xa, ngày tháng bơ vơ tên mình. Mùa thu mưa vẫn rơi, không bước chân em tìm đến. Chuyện ngày xưa biết sao, mọi cánh chim bay phương nào. Còn ngày xuân ấm êm, cho mình gọi tiếng yêu em. Âm thầm. Chiều mưa không có em, giăng mắc mây không buồn trôi. Gọi mùa thu lãng quên, vào tiếng mưa rơi êm đềm. Trời còn mưa ướt thêm, cho dài ngày tháng không tên. Chiều mưa không có em, thành phố quên chưa lên đèn. Chiều mưa không có em, biết lấy ai chia hơn tôi. Trời mùa thu lắm mây, con bước em đi quên về. Vòng tay ôm lẻ loi, cho mình còn mãi thương nhau. Chậm lặng ngày đi qua trên đường phố rét mướt, dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu. Để từng mùa thu đến, ra đi không mang tình, nỡ quên đi làm sao. Kể từ em vắng xa, ngày tháng bơ vơ tên mình. Mùa thu mưa vẫn rơi, không bước chân em tìm đến. Chuyện ngày xưa biết sao, mọi cánh chim bay phương nào. Còn ngày xuân ấm êm, cho mình gọi tiếng yêu em. Còn ngày xuân ấm êm, cho mình gọi tiếng yêu em. À, thưa quý vị, trước khi mà kết thúc chương trình này thì Trần Thế Hoàng có một cái chuyện cũng khá vui, và để giải thích cho một cái điều mà cô Lệ Thu hay chọc Trần Thế Hoàng, nói là tại sao mà cái dàn bài của tôi hát mà là thực ra, thưa quý vị, cô Lệ Thu đối với Trần Thế Hoàng thì hai cô cháu rất là thân với nhau. Và quý vị biết là Trần Thế Hoàng thần tượng cô Lệ Thu, những bài hát của cô Lệ Thu là Trần Thế Hoàng được lớn lên trong cái tiếng hát đó và những bài hát đó. Cái lần mà Trần Thế Hoàng cũng như là cô Lệ Thu và nghệ sĩ Trường Sa sang Pháp để mà thu hình cuốn Paris by Night số 70, chương trình của nghệ sĩ Trường Sa, Lê Dinh và Phạm Mạnh Cương, phải không ạ? Thì lúc đó là cô Lệ Thu, cô gặp chú Trường Sa sau khi mà nghe Trần Thế Hoàng hát bài Rồi Mai Tôi Đưa Em, thì cô mới nói với chú Trường Sa là sao, thấy cháu tôi hát có được không? Cái chú Trường Sa nói được quá đấy chứ. Cái cô Lệ Thu, cô nói là cái bài này là ngày xưa là cô hát, lần đầu tiên là cô hát của chú Trường Sa đấy. Xong chú Trường Sa nói là tất cả những cái bài hát của Trường Sa là của Lệ Thu hết, nhưng mà Rồi Mai Tôi Đi Em thì Lệ Thu nên nhường cho Trần Thế Hòa. Chú Trường Sa nói như vậy. Cái lúc đó cô Lệ Thu cô mới nhìn thấy Trần Thế Hòa, cô nói đấy, dành bài của tôi đấy. Đó là cái lý do vì sao mà sau này cô cứ mỗi lần mà Trần Thế Hòa hát cái bài nào của Lệ Thu đó, là cô Lệ Thu cô cứ giỡn là dành bài của cô, là vì cái lý do là chú Trường Sa nói là nhường bài cho Trần Thế Hòa hát đó, thưa quý vị.
Đó. Cho nên là những cái lần mà đi hát Quốc Tuệ Thu, mỗi lần hát trùng bài là lại giành bài của tôi. Dạ vâng. Thì chương trình đến đây thì là cũng là đã là đến lúc cuối cùng rồi. Thì cháu cũng xin chú có đôi lời nhắn nhủ gì đến những fan, những người mà hâm mộ nhạc của chú, một cái lời nào đó nhắn nhủ không ạ? Kính thưa quý vị, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chấm dứt. Thì những giây phút, những thời gian ngắn ngủi vừa qua thì Trung tâm Thiên Nga đã cố gắng tạo điều kiện cho chúng tôi có chương trình hôm nay với sự đóng góp của Bằng Kiều, Lam Anh, Trần Thái Hòa và ban nhạc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những bạn, quý bạn mà yêu mến nhạc của tôi trong những thời gian qua. Và bây giờ, và bài mai sau, quý vị nào, các bạn nào muốn liên lạc với, muốn sử dụng nhạc của chúng tôi, xin liên lạc với Trung tâm Thiên Nga. Trân trọng kính chào quý vị. Và chú vị, cảm xúc quá, chú xúc động quá phải không chú? Cháu thấy chú có vẻ chút xúc động. Và để tiếp lời nhạc sĩ Trường Sa, Trần Thái Hòa xin trân trọng được cảm ơn sự bảo trợ của những quý mạnh thường quân đã có giúp đỡ cho Trung tâm Thiên Nga cũng như là tất cả các anh chị em nghệ sĩ cái cơ hội cũng như là cái điều kiện để mà thực hiện những cái chương trình này để cho những nhạc sĩ như nhạc sĩ Trường Sa được đến gần đến với khán giả hơn và tâm tình của chúng ta những cái câu chuyện đằng sau lưng những cái bài hát bất hủ của mình. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Thank you. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Music Box sắp tới. Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại. Chiều mưa không có em, thành phố quên chưa lên đèn. Chiều mưa không có em, biết lấy ai chưa hơn tôi. Ngày mùa thu lãng quên, và tiếng mưa rơi êm đềm. Trời còn mưa ướt thêm, cho dài ngày tháng không tên. Chiều mưa không có em, thành phố quên chưa lên đèn. Chiều mưa không có em, biết lấy ai chỉ hơn tôi. Trời mùa thu lắm mây, con bước em đi quên về. Vòng tay ôm lễ lôi, cho mình còn mãi thương nhau. Chương trình này được bảo trợ bởi dược mỹ phẩm D1 by Tâm Đoan, bột bánh xèo hương xưa và iGel Beauty. Tâm Đoan mở khóa bí quyết của làn da trắng sáng. Nó sẽ tự biết thay đổi cái vấn đề nào đó của riêng cho quý vị, cho nên là nó sẽ chấp tất cả các loại da. Như đã thấy trên đài CBS của Mỹ, sản phẩm D1 bởi Tâm Đoan đã đạt được niềm tin và khẳng định vị trí của mình với một thương hiệu độc quyền hơn 5 năm vừa qua, từ thị trường Việt Nam cho đến thị trường Mỹ. Căng thẳng lên và căng ra luôn. Chính xác luôn, những gì Tâm non non và các review lại nói đó là sự thật. Em nào nám nên mua xài đi. Mình nó sáng ra với lại nó mịn ra, nó căng ra. Thì da rất là mịn, mỏng mà rất là căng. Đẹp, còn nám thì hầu như là mình không còn thấy nữa. Mua cái Tâm Đoan thì có thử, thì có uống được một lọ, có đi khám lại bác sĩ về cái đường tiểu á, cái chỗ chảy máu thì nó hết. Thì bác sĩ bảo là cái tế bào nó giảm đi, cái tế bào ung thư ở trong người. Không phải đi mổ nữa. Bác sĩ rất là ngạc nhiên, tại vì cái lượng máu của ba chị Bạch Quý Cầu đứng hẳn cái số điện bình thường. Đêm là nó nhức, ban ngày nó cũng nhức, nên chỉ uống là bây giờ không đau nữa. Cái bú nó nhỏ rồi, ra khỏi mổ. D1 will make the difference. 888-376-6768. Chúng tôi gửi hàng khắp nơi trên thế giới. Tâm Đoan trân trọng kính mời. Đậu, đang làm gì đó đậu? Xây gạo đổ bánh xèo chứ làm gì? Trời ơi, sao mà khờ quá vậy? Bây giờ đã có bột bánh xèo hương xưa rồi. Hương xưa như ý, thơm thơm dòng dòng tiếng bước cho ta bánh xèo nhanh chóng dễ sinh an toàn. Bột hương xưa bổ dưỡng vô cùng, bà con ơi hãy mua, dễ làm nhanh lắm. Đã có bột bánh xèo hương xưa. Mico, bột trộn sẵn bánh xèo hương xưa, chất lượng công nghệ Nhật Bản. Đậu ơi, đã có bột bánh xèo hương xưa rồi nè.
eye gel đẹp, rẻ, bền, sang, bóng, thương hiệu đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Chỉ 11 Mỹ Kim cho một set 3 trong 1, gồm bột Deep & Dub, sơn gel và sơn thường chuẩn cùng màu. Mua trọn bộ 247 màu, được tặng free 5 đèn Hybrid Light, free 4 bộ Color Charts và free shipping. Tổng giá trị quà tặng lên tới hơn 600 Mỹ Kim. Bộ dip mịn, bền, gel và sơn thường dễ sơn, màu sắc chuẩn đẹp, phong phú, đa dạng. Đèn LED mẫu mã hiện đại, dễ sử dụng, sang trọng, mau khô gel và tiện lợi. Hãy liên lạc ngay với tiệm supply gần nhất hoặc website igelbeauty.com hay gọi số 832-553-2200 iGel Beauty, because your salon deserves the best. iGel hiện đang có special promotion, mua trọn bộ 3-in-1 được tặng 1 set quà. Có tới 6 set quà đầy giá trị cho quý vị lựa chọn.